chuyên mục dinh dưỡng cho người bệnh. Chuyên mục dinh dưỡng cho người bệnh. Thưa quý thính giả, viêm đường hô hấp cấp hiện nay vẫn được xem là căn bệnh phổ biến và nguy hiểm ở trẻ em. Những ngày qua thì thời tiết biến động bất thường làm cho số trẻ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp có xu hướng gia tăng. Phụ huynh cần chú ý để chăm sóc trẻ thật tốt và áp dụng những biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì hàng năm có hơn 4 triệu trẻ em trên thế giới tử vong vì bệnh viêm hô hấp cấp, chủ yếu do viêm phổi. Đáng chú ý hơn, một đứa trẻ dưới 5 tuổi có thể bị viêm đường hô hấp cấp từ 4 cho đến 6 lần trong một năm, làm ảnh hưởng đến công việc của nhiều bậc phụ huynh và là gánh nặng bệnh tật đối với xã hội. Trong chuyên mục dinh dưỡng cho người bệnh của Đài Phát thanh Long An ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập đến nội dung trên. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn. Trúc Đào rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình dinh dưỡng cho người bệnh. Thưa quý vị, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thì bệnh viêm hô hấp cấp tính là một trong những bệnh lý thường gặp và là nguyên nhân gây tử vong thứ hai ở trẻ em. Và việc theo dõi và chăm sóc trẻ tại nhà góp phần rất lớn trong thành công của việc điều trị. Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bác sĩ Đào Thị Yến Thủy, chuyên gia dinh dưỡng đến từ Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Chào Trúc Đào. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình dinh dưỡng cho người bệnh. Thưa bác sĩ, thế nào là bệnh viêm hô hấp cấp ạ? Viêm hô hấp cấp là cái tình trạng là nhiễm trùng, một cái tình trạng khởi phát rất là nhanh của những cái triệu chứng đường hô hấp là do những cái siêu vi hoặc vi trùng nó gây nên những triệu chứng ở đường hô hấp gây ra. Dạ, như vậy thì những triệu chứng cụ thể hơn là gì thưa bác sĩ? Có rất nhiều loại vi trùng hoặc là virus gây nên những cái triệu chứng của viêm hô hấp cấp tính, thì thật ra cũng không cần thiết phải định danh cái loại nào, tại vì virus hay vi trùng gì nó cũng gây những cái triệu chứng hô hấp và cách điều trị cũng tương tự nhau. Khi mà chúng ta có những cái triệu chứng của viêm hô hấp thì 80% là chúng ta bị nhiễm siêu vi, còn lại thì một số ít thì chúng ta có thể là nhiễm vi trùng. Và khi mà bị nhiễm trùng, những cái loại vi trùng hay virus này thì sẽ có những cái biểu hiện nó hơi khác nhau và giúp chúng ta phân biệt trong cách điều trị của nó. Như vậy thì triệu chứng cụ thể hơn là gì thưa bác sĩ? Thường viêm hô hấp là cái tình trạng, nói là tình trạng nhiễm siêu vi của cái đường hô hấp, thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện có thể là nhiễm siêu vi bình thường như là sốt, có những cái ớn lạnh, lạnh run khi mà sốt, rồi có những cái biểu hiện mệt mỏi hoặc đau nhức cơ khớp của tình trạng nhiễm siêu vi thông thường toàn thân. Đôi khi những triệu chứng này rất là nhẹ mà chỉ có những cái biểu hiện của đường hô hấp, chẳng hạn như là hắt hơi nè, chảy nước mũi hay là ho, những em bé có thể là lười ăn, biếng ăn, ăn không ngon miệng chẳng hạn. Thưa bác sĩ, như vậy thì chỉ cần có những triệu chứng như là ho, hắt hơi hoặc là chảy nước mũi thì có thể nghĩ ngay đến bệnh viêm hô hấp cấp ạ? Đúng rồi, tại vì viêm hô hấp cấp là những cái phản ứng của đường hô hấp xảy ra khi mà nó bị viêm nhiễm. Ở đường hô hấp thì chúng ta biết là có cái vùng mũi nè, cái vùng sau mũi, cái vùng hồng họng, nóc họng vân vân. Thì những cái biểu hiện như là chảy nước mũi, hắt hơi để mà tống xuất cái con vi trùng ra hoặc là cái nước mũi ra, cũng như là ho để mà tống xuất đàm ra, thì đây là những cái biểu hiện rất là rõ ràng của đường hô hấp. Căn bệnh này thì thường gặp ở trẻ em, như vậy khi mà trẻ mắc phải căn bệnh này thì chúng ta nên làm gì thưa bác sĩ? Vì trẻ em có sức đề kháng kém cho nên là rất là dễ mắc bệnh hô hấp, và phải nói là hầu như là có thể là tháng nào hoặc là trong một năm thì sẽ bị vài lần viêm hô hấp cấp này. Tuy nhiên ở người lớn cũng rất là nhiều khi bị viêm hô hấp là những cái triệu chứng cảm cúm thông thường, cho nên là chúng ta cũng thấy là đây là cái bệnh rất là thường gặp. Đối với trẻ em thì những tình trạng viêm hô hấp này có thể xảy ra vào nhiều những cái mùa mà trời lạnh, hoặc là trẻ mới vào nhà trẻ, lúc này cái sức đề kháng kém mà cái nguy cơ lây nhiễm cái viêm hô hấp rất cao ở trong cái môi trường tập thể. Cho nên là hầu hết là các trẻ mà mới vào nhà trẻ học trong những cái năm đầu tiên thì cái tình trạng viêm hô hấp này xảy ra phải nói là thường xuyên luôn. Dạ, đối với những trẻ nhỏ như vậy thì khi có những triệu chứng như là chảy mũi thì làm sao trẻ có thể chủ động lấy nước mũi ra được ạ? Đối với trẻ nhỏ thì đôi khi còn không biết hỉ mũi đúng không? Thì mình phải tìm cách lau cho trẻ. Thí dụ như nước mũi mà nó còn trong, nó chảy liên tục ràn rụa ra khỏi mũi thì chúng ta có thể lấy những cái khăn giấy, những cái khăn sữa lau nhẹ nhàng cái phần nước mũi đang chảy ra ngoài. Còn nếu mà nước mũi nó hơi đặc hơn, nó nằm nhiều ở trong cái phần ở phía trong mũi, trong phần ngách mũi, thì chúng ta có thể là tập cho trẻ hỉ ra bằng cách là mình làm mẫu ha, mình dùng một tay mình bịt mũi của mình hoặc là bịt mũi của trẻ, là dạy cho trẻ hỉ ra, mình làm mẫu để trẻ biết làm để mà lấy mũi ra, hoặc là có thể dùng những cái dụng cụ hút mũi để mà lấy ra cho trẻ thông thoáng đường hô hấp. Tuy nhiên cũng có một số trường hợp là mũi quá đặc thì chúng ta có thể dùng cái nước nhỏ mũi chúng ta nhỏ vào để mà làm loãng cái nước mũi ra và giúp trẻ hỉ ra cũng như là hút mũi ra.
Một cái cách đơn giản nhưng mà nó sẽ lấy mũi rất là hiệu quả, đó là chúng ta dùng những cái khăn giấy để xe lại thành những cái bất loa kèn, để mà đưa sâu vào trong cái phần góc mũi, ngách mũi, để mà lấy ra được những cái phần mũi dính rất là sâu ở trong cái phần mũi. Thì như vậy giúp cho trẻ thông thoáng và trẻ sẽ hô hấp được dễ dàng hơn. Dạ, Trúc Đào thường thấy là những bà mẹ hay dùng miệng để lấy mũi, như vậy thì có hợp vệ sinh và có đúng không thưa bác sĩ? Thật ra trong những trường hợp cấp cứu để cho nhanh, không có thời gian thì cũng có thể làm chuyện đó. Nhưng mà hiện tại thì ở bất kỳ cái tiệm thuốc nào cũng có bán cái dụng cụ hút mũi, cũng rẻ tiền, có thể sử dụng dễ dàng và vệ sinh nó cũng dễ nữa. Dạ, như vậy thì đây cũng là một lưu ý cho các bà mẹ của chúng ta. Thưa bác sĩ, khi trẻ bị ho thì chúng ta nên mua thuốc ho cho trẻ uống ngay hay sao ạ? Mình biết ho là một cái phản xạ của cơ thể để mà tống xuất những cái đàm trong cơ thể ra. Mà đàm đó là giống như một cái bãi chiến trường giữa bạch cầu là cái anh lính chiến đấu chống lại con vi trùng, virus. Và cái lượng đàm như vậy thì nó sẽ ứ động nhiều trong cái những cái đường hô hấp chúng ta. Thì chúng ta nên ho để mà tống xuất ra ngoài. Đó là cái phần nên mà tống thải ra ngoài. Cho nên nếu mà chúng ta dùng cái thuốc giảm ho thì cái lượng đàm nó sẽ còn tích lũy, tích động ở trong cơ thể. Và đôi khi trẻ có thể nuốt vào dạ dày, có thể là nó ứ động ở trong phổi, làm cho trẻ khó thở và đôi khi những tình trạng viêm nhiễm nó sẽ nặng nề hơn. Đối với những trẻ bị cảm kiểu này thì chúng ta sẽ nên kiêng cữ như thế nào cho trẻ thưa bác sĩ? Với trẻ bị viêm hô hấp, một số bà mẹ thì nói là phải kiêng cữ nước tại sợ lạnh. Thì thật sự là nếu mà trẻ bị lạnh thì trẻ sẽ lâu hết bệnh lắm và trẻ còn bị bệnh nặng hơn nữa. Trẻ có thể bội nhiễm từ đang nhiễm siêu vi mà biến thành nhiễm vi trùng, nước mũi từ trong mà chuyển qua đặc xanh vàng chẳng hạn, đó là tình trạng nặng hơn của bệnh. Tuy nhiên chúng ta cũng không có nên là kiêng nước hoặc kiêng gió cho trẻ quá mức mà không tắm rửa, không có quạt cho trẻ đủ mát mà cứ mồ hôi mồ kê suốt ngày thì có thể nó làm cho trẻ rất là bực bội, da có thể bị nhiễm trùng mà nổi sẩy hoặc là cái bị ngứa nữa. Cho nên là chúng ta có thể là vẫn tắm rửa cho trẻ bình thường hàng ngày, tuy nhiên phải giữ lạnh bằng cách là tắm trong cái phòng kín gió, rồi đóng cửa sổ, đóng cửa đi lại. Tắm xong phải lau khô người và mặc quần áo vào. Nếu mà thời tiết bên ngoài lạnh thì đôi khi phải là mặc thêm áo ấm cho trẻ để mà phòng ngừa nhiễm bệnh. Chúng ta chú ý là sau khi trẻ tắm thì chúng ta không có nên cho trẻ ra ngoài đường liền. Không có nên chở trẻ phía trước ngay cái xe của chúng ta. Vậy thì chỗ đó là chỗ lạnh nhất. Cũng như là buổi tối là cái khi mà trời lạnh hoặc là sau khi trời mưa. Những lúc đó thì chúng ta nên hạn chế cho trẻ ở nhà chứ không nên cho ra đường. Còn đối với những trường hợp nặng hơn thì chúng ta có cần thiết đưa đến bệnh viện không ạ? Đa số những trường hợp mà viêm hô hấp cấp bình thường thì chỉ có sốt nhẹ thôi, hay là 1-2 ngày rồi tự động cái sốt nó sẽ lui, hoặc có thể không sốt, rồi có những cái cơn hắt hơi, sổ mũi, nước mũi trong, ho nhẹ, không có nôn ói gì cả, trẻ vẫn có thể là ăn uống vui chơi bình thường, thì chúng ta vẫn có thể giữ trẻ ở nhà. Tuy nhiên nếu mà trẻ sốt cao, sốt trên 48 giờ hoặc là có những cái biểu hiện như là đàm mũi đặc, mũi xanh, mũi vàng, khó thở hay là ho mà kèm theo nôn ói thì chúng ta nên cho trẻ đi khám bệnh, khám với bác sĩ. Và đặc biệt là khi trẻ có những cái dấu hiệu mà nặng, chẳng hạn như là thở nhanh, thở ngắt quãng, thở nghe có tiếng kêu như khò khè hay thở rít, có những cái tím tái quanh môi hay là lừ đừ, bứt rứt chẳng hạn, bỏ ăn, bỏ bú thì chúng ta cần phải cho trẻ lập tức đến bệnh viện để được điều trị kịp thời. Thưa bác sĩ, khi mà trẻ bị bệnh như vậy thì có cần phải kiêng máy lạnh không ạ? Đây là câu hỏi mà các bà mẹ cũng thường hay hỏi tôi khi mà con bị bệnh, nhất là bệnh cảm hay viêm hô hấp. Thì mình biết là môi trường máy lạnh nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn trong cái điều kiện nhiệt độ môi trường nó quá nóng bức, thì khi mà vào máy lạnh thì sẽ mát mẻ hơn. Tất nhiên là chúng ta sẽ không để cho trẻ bị nhiễm lạnh, có nghĩa là không để cái nhiệt độ phòng nó quá thấp. Mình để trung bình khoảng cỡ 27 hoặc là 28 độ, có thể là để có 26 độ khi mà mới bắt đầu vào cái phòng máy lạnh. Nhưng mà chúng thấy là vừa đủ mát rồi thì chúng ta nên tăng lên nhiệt độ lên để trẻ không có bị lạnh. Chúng ta cũng có thể là để một ít quạt máy cho nó bay thoang thoảng, cho cái khí lạnh nó trang đều khắp phòng. Cũng như là mình sẽ để vào trong phòng máy lạnh một cái khăn ướt hoặc là một cái chậu nước để cho có cái hơi nước nó bốc hơi ở trong không khí. Thì như vậy sẽ giúp trẻ dễ chịu và trẻ sẽ không bị nghẹt mũi cũng như là những cái biểu hiện khó thở. Để có thể phòng tránh lây nhiễm từ trẻ bị bệnh viêm hô hấp cấp cho đến trẻ khỏe mạnh thì chúng ta cần phải làm gì thưa bác sĩ? Khi chúng ta có một người thân bị viêm hô hấp cấp thì
nó đã lây nhiễm cho chúng ta ngay từ những lúc mà bệnh nhân chưa có bị ho, bị sổ mũi, chưa bị sốt. Vì vậy mà chúng ta chắc chắn là đã bị lây rồi. Cho nên nếu mà thấy một người bệnh thì chúng ta nên là cách ly. Và với người bệnh thì nên là có đeo khẩu trang để mà mình hạn chế cái sự bắn tia nước bọt của mình khi mà mình nói chuyện hoặc là mình hắt hơi, sổ mũi chẳng hạn. Chúng ta hạn chế là không có dùng chung những cái dụng cụ cá nhân mà có thể là dính lây nhiễm cái con virus như là ly hay là muỗng hay là chén mà ăn cùng một bữa ăn. Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Kính thưa quý vị, để có thể hiểu rõ hơn về chế độ dinh dưỡng dành cho những trẻ bị bệnh viêm hô hấp cấp, xin mời quý vị cùng theo dõi tình huống trong đoạn tiểu phẩm ngắn sau đây. Mới đi làm về mà ăn được miếng thịt chó đã gì đâu. Đúng là thịt chó là tuyệt vời, ăn mát dễ sợ. Cái gì vậy? Tám Yamaha. Thấy không? Kêu tám được rồi, bỏ cái Yamaha qua một bên đi bay. Thôi nói giỡn không mà tám đi đâu á. Thấy con Kiki của tám đâu không con? Nãy giờ nó chạy vòng vòng, tám không biết nó ở đâu luôn á. Con nhớ không làm mà nãy giờ con đang ngồi ăn rất là ngon lành. Sau khi đi làm về mệt mỏi thì con chưa thấy một con chó con mèo nào đi ngang qua mặt con. Rồi. Sao vậy tám? Bây giờ mà không thấy nó, có khi nào bây giờ nó đã lên dĩa rồi không ta? Thôi nữa hả tám? Con thấy đó, sớm mình nè, cứ sơ hở một cái là tụi trộm chó vô nó trộm hết. Riết giờ sớm không có con chó này kìa, tám buồn á. Tám chỉ cần nghe tiếng chó sủa tôi cũng vui nữa. Mà giờ còn con nào sủa đâu. Nè, nhà bay phải tám nhớ ngày xưa cũng có một con đúng không? Thì ngày xưa con cũng thích nuôi chó lắm. Ừ. Con chó con hả, nuôi hơn 10 kg. Vậy mà hả, nở lòng nào. Thằng nào nó ác nhân, ác đức, nó lợi nó câu con chó con đi bán mất tiêu. Nè, thì cô sao bữa nay không lo đi làm đi ngồi đó rồi tung tăng với nhai nhảnh này đâm thọt chọc ghẹo tôi vậy? Đi làm về rồi mà mệt quá định đi ngủ, xuống bếp thấy được cái dĩa thịt chó của... Trời ơi, còn nãy còn ăn một miếng con thấy đã đã gì đâu. Tắm ăn không? Trời đất ơi, thịt chó. Dạ đó, bởi vì giận hết sức luôn vậy. Bay á, tại có những người mà ăn thịt chó như bay nè, trộm chó này kia nó mới lộng hành được chứ. Bay đó, bởi vậy ta nói nè, có cung á thì mới có cầu, mà có cầu càng nhiều á thì nó mới càng cung nhiều, mà cung nhiều thì sao? Đương nhiên phải đi bắt chó, bắt hết cái xóm này rồi đó, mày không thấy hả? Còn lo ăn nữa trời ơi. Không, nhưng mà mát thiệt, tám con nói thiệt với tám luôn, con đi làm về chưa nắng nha, mệt trong người ăn miếng thịt chó nó mát dễ sợ, tại vì tám không ăn, tám ăn thử đi mát lắm. Con nói thiệt, con đảm bảo với tám luôn. Bay đó, bay không biết, thịt chó không có mát đâu nha, thịt chó là có rất nhiều chất đạm á chồng, ăn vô người nhiều đạm hay sao? Sinh nhiệt, mà sinh nhiệt là người mình cơ thể mình nó nóng lên. Nè, mùa hè nóng nực như vậy, rồi mày đã vậy, mày ăn thịt chó nóng gì nữa, không bốc quả là mày đó chứ đó mà kêu mát. Thì con tám, tám lớn tuổi hơn con rồi, tám già rồi, tám biết cái nào tốt không tốt. Ủa, tám biết tám già rồi hả? Thì bay cứ tối ngày cứ chọc ghẹo tao, mà ý tao nói là tao biết nhiều thứ rồi. Mày không tin mày cứ đi hỏi thẳng bác sĩ đi, đưa vô hỏi coi thịt chó nào mà mát nhiều đạm sao mà mát được. Vậy ha tám. Ừ. Tám nói vậy tự nhiên con cảm thấy lạc miệng, con không muốn ăn nữa hả tám? Trời ơi nè, con khoan lạc miệng đi. Có nhiều cái con còn phải lạc miệng hơn nữa. Tại vì thịt chó làm cho con á, con ăn gì nè, con thấy ngon đúng không? Nhưng đúng có ngày nha, con sẽ bị đi cấp cứu cho coi. Tám nói quá, từ đó giờ cũng nghe ai nói ăn thịt chó cấp cứu đâu. Nãy giờ con thấy tám hơi lố rồi đó. Hơi, tám á, mình thường thích màu mè, thích trẻ trung tươi trẻ. Nhưng mà mấy cái chuyện này là tám không có lố rồi đâu con. Con nên biết á, chó bây giờ á, khan hiếm con, nhìn đi sớm mình còn con nào. Thì giờ sao, chó ở đâu mà cho con ăn? Con nghĩ đi, ở đâu mà người ta bán? Giờ nè, chó bệnh nè, chó ghẻ, chó xà mâu, chó gì nó cũng bắt hết. Nó bắt gì rồi sao? Đương nhiên là chưa kể nha, nó bán chưa kịp hay là sao, hay là chó mà nó bị bệnh nó chết đi, chết lâu ngày quá thì nó ôi nó thiêu lên. Đó, rồi bây giờ hả, nó đem lên nó chế biến nè, nó xào nấu lại. Con đâu nghe mùi, con đâu biết là chó bệnh đâu đúng không? Con ăn vô, rồi ăn vô làm sao? Ăn mấy thực phẩm không sạch, không có vệ sinh an toàn như vậy thì đương nhiên con sẽ bị ngộ độc nè. Rồi hả, bị những cái đường tiêu hóa của con nó cũng không tốt nè. Tám nó cũng biết, rất là nguy hiểm nha, có thể gây chết người luôn đó. Tám nói ghê quá, con không dám ăn nữa đâu. Trời ơi, sợ quá, trời, chết mốt rồi con không dám ăn thịt chó luôn á. Tốt nhất là không nên ăn, tốt nhất là không nên ăn. Cảm ơn tám nha, tự nhiên tám nói vậy cảm thấy con sợ thiệt á. Chứ giờ nếu mà lỡ khi ăn mà ngộ độc thức ăn hay gì á, con đai nữa không biết sao nữa. Trời, bởi vậy, con nghe lời tám mà đúng rồi đó. Ủa? Mà nói nãy giờ sao không thấy thằng chồng bay đâu hết vậy bay? Nãy giờ tám nói chứ cũng phải hả, từ sáng tới chiều bây giờ tám mới hả để ý tới chồng con.
Thì tại nãy giờ tao qua tao lo nhiều chuyện với bay thông nên cái chồng mấy đâu mà. Dạ tại chồng của con chở nhóc nó qua bên bà ngoại rồi. Để hình như là tối nó đi ăn với lại mấy cô hay sao á. Ủa bữa tám mới nghe nói nó bị bệnh gì mà không? Dạ. Mới đi hết rồi hả con? Trời thì cũng do con chăm tốt nè. Trời giờ nghe theo lời dặn của bác sĩ ý lợi cho nó ăn uống đầy đủ chất á, nên nó cũng thuyên giảm rồi. Bay gì là bay giỏi, biết chăm con gì là giỏi á. Ủa mà bữa thằng nhỏ nó bị bệnh gì vậy bay? À thì bác sĩ nói nó là bị bệnh viêm đường hô hấp á lắm. Viêm đường hô hấp hả? Dạ. Là viêm đường thở hả? Dạ là nhiễm khuẩn đường hô hấp nè. À. Đó là những bệnh, là một trong những bệnh lý thường xảy ra nhất ở trẻ em. Mà bệnh đó nguy hiểm lắm á Tám. Bệnh đó là một trong những bệnh gây tử vong ở trẻ em nhiều, đứng thứ hai trên toàn thế giới. Wow, dữ vậy luôn á hả? Dạ, trời nguy hiểm lắm đó mà ơi. Con ơi, nó có triệu chứng sao con? Triệu chứng của nó thì là bị ho nè, bị sốt, cảm lạnh, ớn lạnh, rồi ho khan. Nói chung là cứ ho liên tục mà. Nói chung nóng trong người nữa, bởi vì con cảm thấy con sợ, nói có triệu chứng là con đưa đi khám liền. Mà cái bệnh đó lây lan dữ lắm á Tâm. Hay dữ lắm mà con lây sao? Thì cái bệnh đó là lây lan qua đường nước miếng nè, rồi dùng khăn chung cũng bị nữa. Đồ ăn, đồ uống chung nè, muỗng đũa chung cũng bị. Với lại dâm thực dạng giống như là con của con nó đi học á, trong một cái không gian hẹp như vậy thì có dễ lây lan từ người này qua người nọ, dễ lắm. Bởi vậy ta nói mình là phải tuyên truyền cho bà con mình biết. Nếu mà con nít mà nó bị mấy cái bệnh đó là phải tuyệt đối cho nó nghỉ học liền. Nó không để lây qua mấy đứa trẻ khác thì tội nghiệp lắm con ha. Con của con mà bị bệnh như vậy, con mà không có biết cho nó ăn uống bậy bạ, nó nguy hiểm, có khi dẫn đến tử vong của con luôn á. Trời nguy hiểm dữ vậy luôn á hả? Dạ, thì những cái căn bệnh này có nhiều người không có biết. Thấy con của mình bị bệnh á thì cứ hả lôi tất cả những cái thức ăn nào hả có chất dinh dưỡng là cho ăn hết. Rồi chưa kể là con mình nó giống như nó bệnh hay nhõng nhẽo, muốn ăn cái gì cũng cho, cái đó là sai lầm đó. Đúng rồi, Tám hay vậy lắm. Tám ở nhà mà cháu ngoại nó bệnh nó đòi gì Tám cho cái đó. Bởi vì nhờ bây nói Tám mới biết. Không, thì bây giờ con nói rõ luôn cái thức ăn nào cần và không cần để cho Tám biết, Tám về Tám chăm sóc cháu ngoại cho tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Con nguy hiểm lắm á Tám. Mày chỉ Tám đi mấy cái đó, Tám dở lắm. Viêm đường hô hấp như vậy á thì tốt nhất á là cho ăn những cái đồ ăn đầy chất dinh dưỡng, giống như là thịt nè, cá, sữa nè, rồi các rau củ quả. Rau củ quả coi vậy mà tốt, có nhiều chất xơ á, giống như là khoai tây hay là bông cải xanh, súp lơ xanh, rồi củ rền, là những cái thứ mát mà làm cho cơ thể mau phục hồi lắm. Đúng rồi, cái đó là chất xơ nhiều. Còn cái những cái chất mà hả Tám không bao giờ cho nó ăn đó là những cái đồ ăn xào, chiên, nấu, đồ có dầu mỡ là không được đâu. Chứ là đồ ăn cay và nóng á, làm cho hả cái đường hô hấp á nặng thêm á Tám. Ủa con vậy có được uống nước ngọt không con? Không, nước ngọt là càng không uống. Nhưng mà tốt nhất là Tám phải cho nó uống nước. Ngày nào cũng phải uống đủ nước cần thiết cho tùy theo độ tuổi. Người lớn hay con nít gì cũng vậy á Tám. Cái này Tám biết nè, mỗi ngày là hả mình phải nên uống nước nhiều nè. Từ 2 lít rưỡi đến 3 lít nước, đúng không con? Cái đó người lớn còn đó chứ con nít thì ít hơn. Như vậy làm sao nó đào thải được. Tám nhớ là nước là Tám phải đun sôi lên, xong rồi để nguội uống là tốt nhất. Yeah, con hay quá. Con nói Tám nghe, cái việc đó là việc việc ăn uống thôi, chứ còn cách ăn ở đồ con cũng phải dạy con, để sau này con của con nó lớn lên nó lễ phép nè, biết tính trên nhường dưới nè. Đúng rồi đó, con cái phải được nuôi dạy đàng hoàng, lớn lên nó mới thành người tốt. Nó không phải như cái ngữ mà hả trộm cướp chó này kia, nó ăn cắp hết chó của xóm mình. Lúc đó mình sẽ có một xã hội thiệt là an bình hạnh phúc. Con cũng thể nuôi chó mà không sợ bị bắt. Để phòng ngừa bệnh viêm hô hấp cấp thì chúng ta biết rằng đa số là do siêu vi. Thì như vậy là bằng cái sức đề kháng của cơ thể mình mới là điều quan trọng để mà chiến đấu chống lại cái con siêu vi này. Cái sức đề kháng của chúng ta thì nó được cấu tạo nên bởi những cái thực phẩm chúng ta ăn vào. Với một chế độ dinh dưỡng đầy đủ hợp lý, không suy dinh dưỡng, không làm chúng ta bị thiếu chất, không thiếu vitamin A, không thiếu vitamin C, không thiếu sắt, thiếu kẽm dạng, thì nó sẽ làm cho chúng ta có được cái hệ miễn dịch đầy đủ. Như vậy thì chế độ dinh dưỡng quả là rất quan trọng trong giai đoạn này đúng không ạ? Khi mà trẻ bị bệnh á, thì cũng phải cho trẻ ăn đầy đủ dinh dưỡng để mà trẻ đủ sức chống bệnh. Những cái bữa ăn bình thường hàng ngày phải phù hợp với độ tuổi. Chẳng hạn như là trẻ dưới 2 tuổi thì phải cho ăn cháo, ăn bột. Rồi trẻ trên 2 tuổi có thể nhai cơm được thì cho ăn cơm. Thỉnh thoảng có thể ăn bún, tiếu, phở, mì nuôi chẳng hạn. Và trong những cái bữa ăn chính của trẻ thì cần phải ăn đủ cái lượng đạm cần thiết. Chúng ta chú ý là cái lượng đạm là cái lượng thịt, cá, trứng, tôm, của đậu hũ trong bữa ăn hàng ngày thì rất là cần thiết để mà giúp cho trẻ tăng sức đề kháng của cơ thể. Nếu mà ăn thiếu đạm thì chắc chắn là trẻ có sức đề kháng rất là yếu, là tại vì kháng thể, thành phần cấu trúc cơ bản đó là chất đạm. Và đặc biệt là nếu mà thiếu đạm thì chắc chắn là sẽ dễ bị thiếu sắt hay là thiếu vitamin A. Mà thiếu sắt hay thiếu vitamin A thì chắc chắn là dẫn đến là giảm sức đề kháng của cơ thể nữa. Cho nên là chúng ta cần phải cho ăn đủ cái lượng đạm cần thiết. Ví dụ như trẻ nhỏ dưới 2 tuổi ăn cháo thì một bữa ăn của trẻ thì cần phải ăn
đủ 30 gram đạm, tương đương với 2 muỗng canh lứt chất đạm, thịt hay cá bầm nhuyễn. Đối với trẻ lớn hơn thì cần phải ăn từ 30 đến 50 gram thịt, hoặc là 100 gram cá, hoặc là một miếng đậu hũ trong một bữa ăn. Dạ, và ngoài ra thì có những cái lưu ý gì đặc biệt khi trẻ bị bệnh viêm hô hấp cấp không ạ? Khi mà trẻ bị viêm hô hấp cấp thì chúng ta lưu ý là sẽ điều trị những cái triệu chứng cho trẻ. Ví dụ như là trẻ có sốt thì mình sẽ hạ sốt bằng thuốc, bằng lau mát, bằng cách mặc quần áo thoáng mát và không có trùm kín hay là quấn mền trẻ. Thứ hai nữa là chúng ta cho trẻ một chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý cũng như... Quý chị chưa theo dõi chuyên mục dinh dưỡng cho người bệnh của Đài Phát thanh Long An. Cảm ơn quý chị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý chị vào chuyên mục này kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.